Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ ở Thái Bình cho hiệu quả kinh tế cao. Trường Trung học cơ sở Trương Hán Siêu, thành phố Ninh Bình giáo dục phòng chống đuối nước. Huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh phong trào xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh. Làng Phật Tích với mô hình làng Ba Sạch. Tình trạng chó thả rông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên gây nguy hiểm cho người dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh Hà Nam, đến ngày 15 tháng 5, tổng số lượng lợn mắc dịch tả lợn châu Phi của toàn tỉnh đã tiêu hủy là 51.041 con, chiếm hơn 10% tổng đàn hiện có. Số lợn bệnh xuất hiện ở 4.224 hộ chăn nuôi tại 102 xã phường thị trấn của cả 6 huyện thành phố. Hà Nam cũng đã công bố dịch ở tất cả các xã có lợn chết. Cùng với đó, tiếp tục phát hiện lợn ốm chết nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, lấy mẫu bệnh phẩm và tiến hành tiêu hủy tại các xã khi có kết quả thông báo dương tính với dịch. Tại các địa phương, công tác phòng chống dịch tiếp tục được tăng cường. Ngành nông nghiệp và các địa phương đã cung cấp trên 28.600 lít hóa chất và gần 931.230 kg vôi bột, phun được khoảng hơn 23 triệu lượt mét vuông chuồng trại chăn nuôi và môi trường. Các địa phương dù chưa có dịch vẫn duy trì mỗi tuần 2 đợt phun hóa chất khử trùng tiêu độc và rác vôi bột. Toàn tỉnh cũng đã thành lập và duy trì nhiều chốt kiểm dịch các cấp, trực 24/24 giờ, ngăn chặn tình trạng vận chuyển lợn, tổ chức phun thuốc khử trùng đối với phương tiện ra vào vùng dịch. Ngành nông nghiệp phối hợp với các huyện thành phố đang kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kiên quyết không để tình trạng tiêu hủy lợn chết tự do, không để xảy ra hiện tượng vứt lợn chết trên sông, ao hồ làm cho nguồn bệnh lây lan ra diện rộng. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch, vấn đề nhiều hộ dân quan tâm hiện nay là nhà nước sớm có hỗ trợ giá lợn tiêu hủy cho người chăn nuôi. Để giúp người chăn nuôi giảm bớt thiệt hại trước bệnh dịch tả lợn châu Phi, thành phố Hưng Yên đã vận động cán bộ, công chức, người lao động tiêu thụ 1,5 tấn thịt lợn an toàn tại các trang trại được chăn nuôi trên địa bàn thành phố. Để người tiêu dùng yên tâm sử dụng thịt lợn, thành phố Hưng Yên đã trực tiếp lựa chọn và đặt thịt lợn tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm được chăn nuôi trên địa bàn thành phố với tổng số gần 1,5 tấn, bán cho trên 120 cán bộ công chức và người lao động với giá bình quân 60.000 đồng một kg. Theo đó, mỗi cán bộ công chức người lao động đã tiêu thụ ít nhất 10 kg, cá biệt có nhiều người mua tới 20 kg thịt lợn để ủng hộ người chăn nuôi. Nhận thấy việc làm trên đã góp phần thiết thực giúp đỡ người chăn nuôi giảm bớt khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thời gian tới thành phố Hưng Yên sẽ tiếp tục phát động phong trào tiêu thụ thịt lợn lần thứ hai tới toàn thể cán bộ công chức và người lao động trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, tăng năng suất, tăng giá trị sản phẩm là đích đến mà người sản xuất nào cũng hướng tới. Muốn như vậy không gì khác, phải là ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất. Nhận thức được điều này, thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp tiên phong áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và gặt hái được thành công. Ghi nhận tại tỉnh Thái Bình. Mặc dù đang là giữa tháng 5, thế nhưng hơn 3 hecta ớt của công ty cổ phần thương mại tổng hợp Toan Vân lúc nào cũng chĩu quả. Để ớt ra trái phụ mà lại đạt năng suất cao, chất lượng tốt, ngay từ khâu chọn giống đến chăm sóc, công ty Toan Vân luôn ứng dụng khoa học công nghệ. Nhờ luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình khoa học công nghệ mà sản phẩm ớt của công ty Toan Vân luôn có chất lượng tốt, giá thành cao và được thị trường nước ngoài ưa chuộng. Từ thành công này, công ty tiếp tục đầu tư nhiều công nghệ sản xuất hiện đại để mở rộng sản xuất với nhiều cây trồng mới. Cuối tháng này là chúng tôi sẽ tập trung vào xây dựng xong cái hệ thống nhà kính và trang bị đầy đủ các cái hệ thống nông nghiệp công nghệ cao ở trong hệ nhà kính, ví dụ như hệ thống cắt nắng tự động, rồi là hệ thống kiểm soát nước tưới bằng điện thoại kết hợp với lại phần mềm. Còn với doanh nghiệp Thu Dân, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, nhờ ứng dụng khoa học công nghệ đã giúp anh Nguyễn Đức Dân nuôi cấy thành công hàng ngàn phôi nấm đông trùng hạ thảo trong một thời gian ngắn, đáp ứng yêu cầu thị trường. Công nghệ bây giờ chúng ta nhân lực rất là rộng và rất là nhiều, thì cái điều kiện để chúng ta thu lại nhập kinh tế nó rất là lớn. Thực tế là để nuôi trùng được, để thành đông trùng thì có một cái điều kiện rất là khắc nghiệt, đó là vệ sinh an toàn thực phẩm là đầu tiên. Thứ hai là ta được nuôi trồng trong một cái phòng đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm. Trong thời gian tới, những cái mô hình này chúng tôi có thể là quảng bá những cái mô hình tới nhiều nơi và tìm được những cái
thì công ty, những cái gia đình mà có điều kiện ứng dụng để nhân rộng mô hình này. Đó là những mô hình điểm trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất ở Thái Bình hiện nay. Thành công của những mô hình trên đã cho thấy chỉ có thể ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến mới đưa ra được sản phẩm hàng hóa đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Những năm qua, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư các dự án xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng giao thông nhằm mở rộng liên kết vùng, tạo thuận lợi đi lại cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngoài việc tập trung thi công các dự án giao thông trọng điểm, huyện Thanh Hà còn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản như xây dựng nhà ăn bán trú, cải tạo sân trường trung học cơ sở Chu Văn An, khu dân cư phía Bắc thị trấn, cải tạo nâng cấp đường huyện Thanh Khê Thanh Thủy và một số dự án trọng điểm chuyển tiếp từ năm 2018. Với mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông, các dự án xây dựng cơ bản làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế xã hội. Từ năm 2017 đến nay, huyện đã đưa nhiều công trình trọng điểm vào khai thác như đường 390B qua xã Hồng Lạc, đường 390E đoạn qua các xã Việt Hồng, Thanh An, Thanh Lang, nâng cấp đỏ giải lên phà giải. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn huyện đã làm 228 km đường giao thông nông thôn. Trong các loại hình tai nạn thương tích, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Do đó, bước vào mùa hè năm 2019, Trường Trung học cơ sở Trương Hán Siêu, thành phố Ninh Bình đã tổ chức chương trình giáo dục phòng chống đuối nước, thu hút gần 1.000 học sinh tham gia. Theo số liệu thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Con số trên cho thấy, tai nạn đuối nước là mối lo ngại lớn của toàn xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền sống còn của trẻ. Tham gia chương trình phòng chống đuối nước, học sinh đã được nghe giảng viên của Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh phổ biến, trao đổi những kiến thức cơ bản về sự cần thiết phải rèn luyện kỹ năng bơi lội, kinh nghiệm, nguyên nhân gây đuối nước trẻ em và cách thức xử lý những tình huống bất ngờ gặp phải. Học sinh cũng được thực hành những bài tập như mặc áo phao nhanh, cách cứu nạn, cứu hộ người bị đuối nước. Với mong muốn xây dựng thói quen tiếp xúc với tri thức mới qua những trang sách cho các em học sinh, các nhà trường ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã quan tâm xây dựng không gian văn hóa đọc trong trường học. Những năm gần đây, việc xây dựng thư viện trong các trường học được ngành giáo dục huyện Phù Cừ quan tâm chỉ đạo sát sao. Hàng năm, ngành đều tăng cường cơ sở vật chất như tủ đựng, giá sách, kệ sách, lưới mạng Internet, trang bị máy tính, sách giáo khoa, sách tham khảo, báo tạp chí cho các nhà trường. Đặc biệt phong trào góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay, được triển khai trong các nhà trường, đã huy động được nhiều nhà hảo tâm và phụ huynh tham gia. Tiêu biểu như trường tiểu học Nguyên Hòa, hai năm gần đây đã huy động được trên 1.000 đầu sách báo. Bên cạnh đó, mô hình thư viện xanh ở một số nhà trường như tiểu học Đình Cao, Nguyên Hòa, Tống Chân đã nhận được sự yêu thích của các em học sinh. Việc định hướng cách đọc sách và chọn lựa các đầu sách hay cho học sinh sẽ góp phần nâng cao chất lượng văn hóa đọc. Đây cũng là một trong những hoạt động điều kiện quan trọng để đổi mới phương pháp dạy và học. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn, bất luận làm công việc gì cũng phải đọc sách. Người mới học chữ cần đọc để không mù lại, người làm công việc chuyên môn cần đọc để nâng cao trình độ, người làm quản lý lãnh đạo cần phải đọc để quản lý lãnh đạo tốt hơn. Thực hiện lời dạy của người, những năm qua trường tiểu học Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình luôn khuyến khích đẩy mạnh phong trào đọc sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường. Hấp dẫn, hào hứng, cuốn hút là cảm nhận chung của tất cả các em học sinh trường tiểu học Đông Sơn khi tham gia vào ngày hội đọc sách do nhà trường tổ chức. Dưới hình thức sân khấu hóa, các em được tự giới thiệu về cuốn sách tiêu biểu đã được đọc, từ đó hiểu được ý nghĩa của việc đọc sách. Nhà trường tổ chức hội thi ngày hội đọc sách để thi kể cho chúng em thi kể lại những câu chuyện đã được nghe và được đọc để nâng cao kiến thức. Và qua những câu chuyện đó thì thầy cô cũng giáo dục chúng em là những điều hay lẽ phải. Để khơi dậy văn hóa đọc trong học sinh, từ nhiều năm nay, trường tiểu học Đông Sơn đã xây dựng mô hình thư viện xanh, tận dụng diện tích không gian có các gốc cây lớn. Nhà trường đóng các tủ sách nhỏ, nhiều màu sắc để thu hút các em học sinh đọc sách hàng ngày. Việc mở rộng không gian đọc đã góp phần tạo sự hứng khởi khi đọc sách, qua đó cung cấp nhiều kiến thức bổ ích, lý thú. Từ khi phát triển phong trào đọc sách, thì tôi thấy rằng là cái nhận thức của học sinh rất là tốt.
Ngoài kiến thức sách giáo khoa mà các em được học thì các em còn được bổ trợ vào các kiến thức về kỹ năng sống. Nó vừa cần và đủ để các em giao tiếp tốt, rất là tự tin và trở thành những người công dân tốt. Nhờ phát triển phong trào đọc sách, chất lượng giáo dục của trường tiểu học Đông Sơn được nâng lên rõ rệt, thường xuyên nằm trong top đầu của huyện. Đây cũng chính là động lực để nhà trường luôn đổi mới và nâng cao văn hóa đọc trong học đường. Chúng tôi thấy việc đọc sách là cần thiết, là nhu cầu, là nét đẹp văn hóa. Cho nên ngay trong dịp hè này, với cái lượng sách mà chúng tôi quyên góp được, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho học sinh, các em được đọc và cũng chính là các em đang du lịch trên các cái trang sách, sẽ tiếp tục tạo ra các cái sân chơi có giá trị để khích lệ cái phong trào đọc sách được tốt hơn. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc đọc sách đang dần trở nên hạn chế. Chính vì thế, phát triển phong trào đọc sách theo gương Bác Hồ càng có ý nghĩa quan trọng. Thông qua đọc sách, kèm lĩnh hội những giá trị văn hóa xã hội tốt đẹp, góp phần hình thành nhân cách ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Làng Ba Sạch hay mô hình làng nông thôn kiểu mẫu được Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh phát động tới các chi hội cơ sở đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Xây dựng và duy trì mô hình hoạt động hiệu quả là một trong những việc làm thiết thực của Hội Phụ nữ xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Phản ánh về vấn đề này của phóng viên thời sự. Chính thức phát động từ năm 2017, cuộc vận động 50 Ba Sạch được các cấp hội phụ nữ xã Phật Tích triển khai tới toàn thể chi tổ hội, các gia đình trên địa bàn toàn xã. Trong đó thôn Phật Tích được lựa chọn xây dựng mô hình làng Ba Sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng, tiến tới xây dựng làng nông thôn kiểu mẫu. Quá trình thực hiện, mô hình được triển khai sâu rộng tới 100% các hộ gia đình trong thôn, gắn với mô hình phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngoài cuộc vận động 50 Ba Sạch, cụ thể hóa xây dựng mô hình làng Ba Sạch tại địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phật Tích còn triển khai phát động nhiều phong trào hoạt động câu lạc bộ có ý nghĩa như phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ không sinh con thứ ba. Các phong trào có tính hiệu ứng cao và thu hút đông đảo trẻ em phụ nữ tham gia, qua đó góp phần xây dựng phát triển tổ chức hội vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Gần đây trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng đã xảy ra không ít vụ chó cắn chết người. Chó đang là mối đe dọa cho con người nếu không được quản lý và chăm sóc tốt. Mặc dù đã có những quy định rất chi tiết về quản lý chó, nhưng hình ảnh những con chó thả rông vẫn nhan nhản nơi công cộng, dẫn đến nhiều vụ việc thương tâm đáng tiếc xảy ra. Trên thực tế hiện nay, nhiều gia đình có xu hướng nuôi các giống chó to, chó dữ ngoại nhập, nhưng không có biện pháp quản lý, nuôi nhốt theo đúng quy định. Đây là hình ảnh quen thuộc mà chúng ta có thể bắt gặp hàng ngày ở nhiều địa phương. Những con chó được thả rông không dọ mõm, không chủ nuôi đi cùng, tự do đi lại ở những khu vực nơi công cộng, gây nguy hiểm cho nhiều người, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, nhiều chủ hộ nuôi chó thường đưa ra những lý do như chó của họ hiền lành, thân thiện, gần gũi với mọi người, chưa cắn ai bao giờ nên không cần đeo dọ mõm. Tuy nhiên, hàng loạt vụ việc chó cắn người gây chấn thương, thậm chí tử vong, hoặc chính những chủ nuôi chó cũng bị tấn công. Chính suy nghĩ chủ quan như thế đã dẫn tới những vụ việc đau lòng, đáng tiếc đã xảy ra. Theo Nghị định số 90/2017 của Chính phủ, chủ nuôi khi dắt chó ra nơi công cộng phải có dây xích, dọ mõm, không để chó đi lang thang ngoài đường, phố, làm mất vệ sinh nơi công cộng. Ngoài ra, các trường hợp không đeo dọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Nhà tôi thì cũng có cháu nhỏ, thì các cháu là coi như là vẫn cứ đi học yếc thì đều phải có người lớn đi theo. Ở nhà có nuôi nhưng mà ở trong cái khuôn viên của gia đình nhà mình thôi, chứ không cho nó thả ra ngoài xóm. Ngay cụ thể ngay như là sáng hôm nay là tôi gặp trực tiếp một cái con chó béc xê là như thế, là đã đuổi một anh đang đi xe máy ngược chiều, thôi nó nhảy sổ này, là cuối cùng là về sau là cái anh ấy lại thu được chân lên chứ không có nó đớp cho. Thì riêng cá nhân tôi thấy là những gia đình là nuôi chó là khi cho chó ra đường là phải dọ mõm, làm sao để
giữ được cái an toàn cho những người dân người ta đi, không cắn vào người ta xảy ra cái án mạng. Nhà cháu nuôi một con chó to xong rồi nó đẻ được 5 con chó rồi ạ. Nó cắn vào chân thì rất đau mà rất sợ. Nếu mà con đi ra ngoài đường gặp chó tránh xa ra, không thì nó cắn ạ. Nếu mà ở 10 ngày cả 20 ngày nó chết thì cháu là chó dại ạ. Trước tình trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng cùng chính quyền các địa phương cần làm tốt hơn công tác giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân về quy định nuôi thả chó, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, tránh để xảy ra những vụ việc đau lòng, đáng tiếc xảy ra do chó cắn. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập trong chương trình trước, thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo qua mạng xã hội hoặc giả danh những người có uy tín, vị trí xã hội để chiếm đoạt tài sản. Trước thực tế đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các lực lượng tích cực vào cuộc, quyết liệt đấu tranh nhằm kịp thời ngăn chặn, đồng thời cảnh báo tới mọi người dân về loại tội phạm này. Theo cơ quan công an, những năm trước nổi lên là hình thức kinh doanh đa cấp, rồi đến đánh bạc, quay số trúng thưởng, lừa đảo chuyển tiền qua mạng, vân vân. Qua đấu tranh thì chúng tôi cũng xác định được những cái đối tượng tập trung chính chủ yếu là ở miền Trung. Qua Google Maps người ta tương tạo địa hình hết, người ta có thể là định hình cho những bị hại biết được là đang ở đâu, đang hệ thống ngân hàng là ở quán cà phê nào, thì đi ra ngân hàng nào nộp tiền gần nhất. Thường thì nó có các cái tổng đài kết nối với cái gọi là các cái giao dịch viên. Thì thường thì cái giao dịch viên này đều là đồng bọn của chúng. Loại tội phạm khá phổ biến nữa là các đối tượng giả danh người nước ngoài lừa đảo về tình cảm. Cụ thể, trong năm 2018 và những tháng đầu năm nay, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận phản ánh của hàng chục phụ nữ bị lừa tiền, có vụ lên tới 1,6 tỷ đồng. Phương thức là giả danh kỹ sư, bác sĩ, quân nhân Mỹ, làm quen, kết bạn qua Facebook, Zalo, Skype, rồi hứa kết hôn và bảo lãnh đi nước ngoài, gửi quà tặng, làm từ thiện hoặc vay mượn. Sau đó yêu cầu bị hại phải nộp thuế, lệ phí để nhận hàng. Đa số cái trường hợp bị lừa qua cái hình thức này đều là giấu chồng, giấu con và giấu bố mẹ. Khi gọi lên trình báo của cơ quan công an thì đều e ngại, có cái thái độ e dè. Bị lộ thông tin thì ngoài ảnh hưởng cái việc mất tiền sẽ là có ảnh hưởng đến cả tình cảm và gia đình nữa. Nên là cũng khuyến cáo là trong những cái trường hợp này thì người phụ nữ là nên cũng cân nhắc. Bên cạnh đó, các đối tượng còn giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, thông báo nạn nhân liên quan đến một vụ án mà cơ quan chức năng đang điều tra, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để xác minh nguồn gốc và chiếm đoạt, hoặc lập trang web giả với nội dung cho vay tiền hoặc trả góp, giả mạo là nhân viên thu nợ, đe dọa các chủ doanh nghiệp phải trả tiền của công nhân đã vay các tổ chức tín dụng, vân vân. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo phòng PC02 là phòng cảnh sát hình sự tập trung xác lập chuyên án, trinh sát và chúng tôi đang đấu tranh với cái nhóm tội phạm này và cho đến nay phải nói là kết quả đạt được là rất là đáng kể. Qua đây khuyến cáo mọi người dân, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, thì xem trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, của Công an tỉnh Bắc Ninh về phương thức thủ đoạn của cái loại tội phạm lừa đảo trên mạng này để mọi người tránh xa, không mắc phải những cái sai lầm. Có thể thấy các loại tội phạm trên nền tảng ứng dụng công nghệ và môi trường mạng hiện nay rất tinh vi. Chỉ những trường hợp được phát hiện kịp thời mới có thể phong tỏa tài khoản và thu hồi. Nếu không thì rất khó xử lý vì đối tượng phạm tội liên quan đến yếu tố nước ngoài. Do đó, người dân cần lưu ý khi thấy có dấu hiệu lừa đảo, phải báo ngay cho cơ quan chức năng. Và điều quan trọng nhất là cần cảnh giác với mọi mối quan hệ, thông tin trên môi trường mạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.